Mến chào tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Thì bữa nay tôi cũng quay lại cái câu chuyện kết nối yêu thương của các kênh YouTube. Thì giờ mới vài tiếng đồng hồ đây thì kênh Phúc Nghĩa nhà lưu trú nó báo tin là ông cụ 77 xuất hiện lên trên chỗ kết nối tình duyên của Phúc Nghĩa, nhưng mà giờ Phúc Nghĩa nó không có dám kết nối cho ổng nữa. Nó nghe cái bà nào ở đó báo là gặp ổng lại đó, ổng vô nhà của Phúc Nghĩa, cái nhà lưu trú gì đó, ổng tắm. Thì cái bà đó bà mở điện cho ông Phúc Nghĩa từ trên bộ bàn chạy về. Thì không thấy ổng nữa, nói có ai lại chở ông đi, nên Phúc Nghĩa mới lật đặt điện thoại cho con của ông U77, là nói ổng giờ ổng lên đây rồi, mà nó bây giờ là nó không có kết nối về tình duyên gì cho ổng nữa hết trơn á. Ổng có đi kết nối chỗ nào thì kết, chứ giờ nó không dám kết nữa. Thì con cái ổng nói là ổng đi cũng ôm 70-80 triệu mà không biết là có hay không, hay là nổ nữa không biết. Trời đất quỷ thánh thần ơi, công nhận cái ông già này giờ chắc ông lẫn ông lú ông sao, hay là kiểu giờ ổng thiếu đàn bà không được hay sao, tự hôm nay là một tháng mấy hai tháng nay là tiễn vợ không được rồi đi về quê, nghe nói cũng có mấy bà nào lại đó ở rồi hả, đóng cửa ở trong nhà riết rồi, nghe nói là chịu không nổi gì đó, rồi bắt đầu bà đã bỏ đi rồi ổng rước tới bà khác, rồi cũng y như vậy, cũng về cũng đóng cửa ở trong phòng trong nhà không, rồi cũng cái bà đó chắc bà cũng sợ quá bà dông, nên giờ bắt đầu chạy đi kiếm nữa. Trời đất ơi, già gì mà hả không nết không na, già gì mà không phải nói chứ hả, gần 90 tuổi rồi mà sao mà còn sung quá trời quá đất. Bởi vậy tôi thấy qua cái chuyện mà kết nối tình duyên tình ái này, tôi thấy toàn là những cái người già không nết không na, nói thì cộng đồng sẽ chửi tôi. Tôi nay tôi cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà tôi thấy những người mà lớn tuổi mà lên kết nối tình duyên là tôi thấy không có phù hợp chút nào hết á. Nói là giờ người thì lên nói giờ con cái có gia đình riêng tư hết rồi, không có ở gần chăm sóc, nhiều khi muốn có người cạo gió cũng không có ai cạo gió, rồi người thì nói có con có cái nhưng ở sát bên á, mà giờ cũng tối nằm một mình thấy cô đơn cô độc, giờ muốn tìm mảnh ghép nữa yêu thương. Trời đất quỷ thần ơi, tôi không hiểu mấy cô mấy chú này nghĩ sao mà 60 mấy 70 70 mấy 80, gần đất xa trời rồi mà nói là tìm nửa yêu thương. Trời ơi, tuổi này là ai cũng bệnh hoạn hết á, đàn ông cũng bệnh, đàn bà cũng bệnh, mà hỏi dựa cái gì. Thì thay vì giờ có con có cái thì bệnh hoạn thì mình kêu thì nó cũng chạy tới. Còn tôi ví dụ như nghèo neo đơn, không con không cái thì mình có thể mình cũng nhờ làng xóm, hay là vô trại dưỡng lão. Trên xã hội này là biết bao nhiêu hàng trăm hàng ngàn người già, cũng có người nữa già neo đơn, rồi cũng biết bao nhiêu người già người lớn tuổi là con cái lập gia đình ở xa, chứ đâu phải là một hai cá nhân đâu, mà lên toàn là than thở nói hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, rồi nghe những các kênh nó lên nó kết nối là toàn là đăng tải lên, nó PA cho cái kênh, rồi nó PA cho cái nhân vật là đại gia này đại gia nọ. Thì các chị các anh đều tìm tới để mà vô dựa dẫm, mà tôi nghĩ là trông vào tài sản của người khác chứ không có dựa dẫm cái gì hết trơn á. Cứ vô nói là tôi giờ không có nhà cửa ở nhà trọ, nên giờ muốn tìm anh nào muốn tìm cô nào có nhà có cửa rồi về góp gạo thổi cơm chung. Trời đất ơi, toàn là lợi dụng nhau không, chứ đừng nói mà dựa dẫm cái tình cảm tình yêu gì hết trơn á. Tôi nói thật tôi thấy ba cái chuyện kết nối yêu thương này tôi thấy là không có tốt đẹp.
còn ảnh hưởng về thế hệ về sau và ảnh hưởng các cặp vợ chồng hiện tại. Thí dụ như giờ có ba cái chuyện kết nối này, cái thí dụ như vợ chồng ở chung thì đôi khi cũng có xích mích gây gổ với nhau, cái bắt đầu cái cứ dựa vào cái chuyện mà kết nối nè, rồi thôi ở không được, không phù hợp, thế này thế nọ, với hơn nữa là làm không ra tiền, còn sức khỏe thì làm ra tiền, còn khi mà không còn sức khỏe không làm ra tiền, cái bắt đầu chia tay, cái đi kết nối, tìm mảnh ghép, lựa những đại gia, lựa những người nào mà có tiền có cửa nhào vô đó. Chẳng hạn như tôi vừa xem cái chú gì 60 tuổi có cái cô vợ tên là Lệ là 47 tuổi, ở với nhau là 20 năm mà không hiểu sao mà không có làm kết hôn, trong khi đó cái chú đó là 60 tuổi. Thì mấy ngày nay thấy các kênh YouTube đăng tải lên thì theo lời chú nói thì thấy rất là đáng thương, tội nghiệp, nhưng không biết câu chuyện phía sau như thế nào thì chưa hiểu. Là chú nói là hồi trước kia chú cũng đi làm bảo vệ, chung sống với nhau có hai đứa con, hai người con gái, một người có gia đình, còn một người thì mới 17 tuổi. Rồi bắt đầu cái chú đó bị bệnh, rồi đi làm, lúc đầu thì chạy xe ôm, rồi sau đó là không chạy xe ôm nữa, đi làm bảo vệ, rồi giờ bị bệnh tai biến này mấy tháng nay thì nghỉ ở nhà đi bán giấy số. Thì cái cô vợ này tên Lệ thấy vợ cái ông chú này là không còn lao động, không kiếm tiền như lúc trước được nữa, đi bán giấy số ngày có 50-60 tờ, nên về là bắt đầu xảy ra xung đột chữ thế này thế nọ. Thì qua lời chia sẻ của chú đó nói là cái cô này rất là hung dữ, chữ chú đào ông bớ cha thế kia thế nọ đó. Rồi bây giờ cái cô này coi trên Facebook, coi trên trang mạng, thấy kết nối yêu thương, kết nối tình duyên gì đó ở bên kênh Phúc Nghĩa đó, là cái ông Mạnh này, cái ông Mạnh 62 tuổi vừa rồi là cũng lên sân si, chữ mắng, chữ bới những người mà nói về cái ông Mạnh này là gác tay lên đùi cô Trang, cô Mai gì đó. Rồi cái ông Mạnh này là tôi có xem qua là ông này rất là hung hăng, rất là sân si, rất là láo xược, phe nổ không, đi 13 kênh mà không có tuyển được vợ. Rồi bây giờ cái cô này không biết là cổ có nghe tiểu sử của cái ông Mạnh này không, mà nghe nói cái ông Mạnh này phe là có nhà, có nhà bán xe Honda thế này thế nọ, nên bây giờ cái cô này bỏ ông chồng 60 tuổi chạy sang ông Mạnh, tìm ông Mạnh để mà lên kênh kết nối tình duyên, để mà kết với cái ông Mạnh này. Trời đất ơi, mấy ngày nay thấy cái ông chú ông lên ông khóc kể, ông nói là nói thẳng với ông luôn là giờ tôi đi kiếm người khác, tôi kiếm chồng khác, rồi nếu mà tôi kiếm được rồi tôi sẽ giúp đỡ cho ông. Thì ông cũng chấp nhận, vì ông biết là ông bây giờ không có làm ra tiền, đi bán giấy số ngày có 50-60 tờ, về còn bị chữ lên chữ xuống, nên ông đành chấp nhận. Ông nói trong nghẹn ngào, thấy như vậy rất là đau khổ đó. Thì cũng do kết ba cái câu chuyện kết nối tình duyên tình ái này nên khiến cho các cô các chú không có muốn giữ hạnh phúc, nên bây giờ cứ vợ chồng mà xung đột, vợ chồng mà không có mâu thuẫn với nhau, không có hòa hợp với nhau, không có làm ra tiền, thì bắt đầu là tìm cách để mà ly dị, để mà đi kết nối tình duyên. Thì tôi thấy những cái kênh YouTube này thời gian gần đây là làm kết nối yêu thương, là tôi thấy không có phù hợp chút nào hết trơn. Nói là có cái tâm, có đạo đức làm như vậy để cho những cái mảnh đời cô đơn cô độc tìm nửa yêu thương để kết nối lại tuổi già, chứ tôi thấy không có đúng, tôi thấy không có hợp lý hợp tình chút nào hết trơn. Thí dụ như kết nối yêu thương, kết nối tình duyên thì dành cho từ 40 mấy trở lại, thì cái quãng đời đó còn cũng trẻ đi, có nửa đường, còn từ 60 đến 70
Thì cái tuổi này là đã có xuôi có gia có cháu nội cháu ngoại, và hơn nữa là cũng sắp xuống lỗ rồi, mà nghĩ sao đi tìm nửa yêu thương, ai cũng lớn tuổi, ai cũng không còn sức khỏe, mà ai giữa ai, mà cứ lên thấy giờ phong trào cái bắt đầu cái lên tìm, có người thì không nhà không cửa bắt đầu chạy lên nghe cái ông đó cái chú đó là cò giường đất đồ bất động sản cao su giường bử rồi đại gia USD rồi tỷ phú trại trại bò trại chăn nuôi bò trời đất ơi toàn là lên phe nổ không, rồi có cái ông già tửng tửng điên điên vậy lên tiễn vợ cũng đem 10 cây vàng lên phe, mà thực chất đó là vàng giả. Trời đất ơi, bởi vậy tôi nói có nhiều người nói lên kênh kết nối tình duyên ở đây là người thật việc thật, không có ai dám nói dốc nói ảo, nhưng mà thời gian gần đây là tôi thấy xảy ra biết bao nhiêu chuyện, từ ông U77 rồi đến ông 74, ông Sơn gì đó, Sơn Xét, Sơn gì đó cũng bị cộng đồng người ta dạch mặt, rồi tới ông Bán Bử, hồi lúc trước thì thấy ổng Bán Bử, thấy ổng lên ổng nói chuyện rất là đàng hoàng lịch sự, giờ sau này từ khi mà kết nối với cái cô dân gì đó đâu có một tuần lễ bắt đầu cũng xảy ra chuyện đủ thứ hết trơn, vậy thôi người ta dừng lại đi, già cả lớn tuổi rồi thì lo an phận đi, lo buôn bán đi, rồi nhiều khi Mạnh Thường Quân cộng đồng người ta thấy người ta còn giúp đỡ, đằng này đâu có mười mấy 20 ngày gì cái có vợ tiếp. Là cái cô gì trên Tây Ninh gì Gò Dầu Tây Ninh gì nửa đêm nửa hôm cái đánh nguyên một xe đồ chở xuống ở chung với ông Bán Bử. Trời đất ơi, bởi tôi thấy không phải nói chứ riết rồi phẩm chất đạo đức con người không còn giá trị gì hết trơn, nó kiếm vợ kiếm chồng gì mà nó mau hơn là tuổi trẻ nữa. Trời đất ơi, không cần tìm hiểu gì hết trơn á. Rồi xây qua cái bà Dư bà gì đó 65 tuổi, trời ơi mặt mày nhăn nheo, rồi hẹn hò với cái ông Bán Bử gì đó, rồi bắt đầu ông Bán Bử này hứa hẹn gì đó đòi mua bông tai thế này thế nọ, rồi bắt đầu gặp cái cô Tiết này ở đâu mà cũng mau lẹ, không cần tìm hiểu qua coi qua trang mạng này nọ cái bắt đầu chạy tới, nên ông Bán Bử này sáp với cô Tiết này làm cho cái cô Dư này bức xúc nóng giận, mấy ngày nay lên chữ không còn cái gì hết trơn, chữ những lời thô tục. Trời đất ơi, thì cái chuyện giờ quen nhau trên trang mạng thì dụ không được thì thôi im lặng đi, có đâu mà la làng ra sớm làm như là thở thờ còn con gái vậy đó. Giờ ông này ông tới ông hỏi ông đám hỏi đám đồ rồi mà giờ ông bỏ ông đi lấy người khác làm mất duyên đời con gái thì tức tối không nói chi đi, còn đằng này đã lớn tuổi rồi xem trên mạng rồi thấy vậy rồi hai người tự kết nối tự nói chuyện với nhau rồi bắt đầu ông Bán Bử này ông ổng chê hay sao không biết, ông chơi cái bà Dư nè già quá làm sao không biết, ông ổng bắt qua cái cô Tiết này thì cái cô Tiết này còn trẻ nhưng mà cũng không cần tìm hiểu không cần suy nghĩ mình đến với cái ông già này biết có bền hay không mà đêm hôm trời đất ơi, từ ở trên Gò Dầu Tây Ninh chở đồ chở đạc đi lạc đường lạc xá rồi chạy xuống ở chung với ổng rồi mấy ngày nay vậy thì thôi đi đưa cái mặt ra cho cái mấy cái kênh YouTube này nó bu lại nó quay, trời ơi nó quay để nó kiếm review view kiếm like nên nó ca ngợi, nó nói là chưa có người nào mà tốt như cô Tiết này hết trơn cô Tiết này đàng hoàng chú Bán Bử nghèo khổ như vậy mà vẫn tìm tới, trời ơi ca ngợi cái cô này quá trời quá đất, khiến cho cái cô này cũng hãnh diện đưa cái mặt ra ngày ngày cho các kênh YouTube lẫn nó quay.
Trời đất ơi, không biết xấu hổ gì hết trời trơn. Bởi tôi thấy xã hội càng ngày càng phải nói chứ suy đồi đạo đức, không có cái giá trị một con người. Đó, rồi giờ hả, cái cô Dư này, cái chị Dư này hả, nghe hả, mấy ngày nay hả, cộng đồng khán giả lên người ta chửi bới, người ta hả, người ta chỉ trích, nên giờ bắt đầu hả đòi tự giận tự đồ, rồi bắt đầu bây giờ lên clip ở xin lỗi. Trời đất ơi, lớn tuổi rồi, mình nói cái gì thì mình phải suy nghĩ kỹ rồi mình hãy nói, chứ đâu phải giờ đủ thừa nói tại con chết rồi bức xúc. Trời ơi, con mới chết hả, buồn khổ như vậy mà lo đi hả, lên hả kết nối tiễn chồng tiễn đồ vậy mà nói buồn gì. Trời ơi, ví dụ con nhà mà có một người mất đi nữa đi, là người ta đau khổ, người ta hả buồn rầu, không thể nào mà người ta suy nghĩ tới ba cái chuyện đó. Đằng này hả lên hẹn hò với cái ông bán bử này, mà cái ông bán bử này có đáng giá gì đâu, ở trên răng dưới dép có giá trị gì. Thì bây giờ ổng gặp cái cô Tiết này thì kệ ổng đi, bức xúc làm gì. Trời ơi, cái chuyện mình gặp nhau qua Zalo, qua trên mạng hứa hẹn nhau thì cái chuyện đó là cũng như cái chuyện qua đường, không có cái gì mà gọi là bức xúc hết, đâu có mất mát gì mình đâu. Mà bà lên chửi bới thế này thế nọ, làm như là hả ghen tức lồng lộn lên, chửi những lời thô tục. Rồi bây giờ bị cộng đồng chỉ trích, rồi bắt đầu chắc cũng con cái đồ lên chửi mắng, đồ nó nhục nhã quá rồi nó lên nó nói làm sao, ngày ngày nó chửi làm sao, nên giờ hả đòi tự giận thế này thế kia. Rồi bắt đầu giờ lên clip xin lỗi. Bởi vậy trời đất ơi, bởi tôi thấy ba cái câu chuyện kết nối tình duyên tình ái này rất là phức tạp, toàn là những người lớn tuổi không. Thậm chí có ông rụng răng hết trời trơn mà nói 60 tuổi, nhìn cái mặt của cái ông đó là tôi nghĩ là cũng 70 bảy mấy chứ không phải 60, rụng hết hàm răng mà cũng lên đòi kết nối, mà trong khi đó cũng có con cái ở gần đó. Thì giờ mình nương dựa với con cái mình, nói là có 4 người con mà vậy cũng đi lên tìm vợ, nói giờ tìm cái người về đặng phụ bán xã bán gì đó. Trời đất ơi, bởi vậy nên tôi thấy giờ cũng phải nói chứ, thời điểm thời đại 4.0 văn minh hiện đại gì đâu mà tôi thấy không phải nói chứ con người đánh mất giá trị đạo đức. Đàn bà thì lên tiễn chồng 60 mấy 70 tuổi mà đòi nói là giờ tôi muốn kiếm người nước ngoài để bảo lãnh tôi đi, để tôi bảo lãnh con cháu tôi, con cháu tôi nghèo khổ lắm nên tôi muốn bảo lãnh con cả cháu tôi. Trời ơi, tôi nghĩ những cái bà này không hiểu biết gì hết trơn á, 60 mấy 70 tuổi rồi mà mơ mộng đi nước ngoài rồi bảo lãnh con cái con cháu. Đất ơi, rồi có bà thì 67 66 tuổi cũng có con 4-5 đứa rồi là ba đời chồng mà cũng lên giờ cũng còn lên để kiếm chồng nữa, mà trong khi đó nói là đang nuôi mẹ già không nhà không cửa. Có thằng em trụ trì ở trong chùa, cái bà Yến về Bến Tre đó, là có thằng em trai trụ trì ở trong chùa, rồi bà mẹ cũng ở trong chùa. Vậy thôi giờ người ta an phận đi, người ta ở trong chùa, người ta nghe đọc kinh niệm Phật, rồi ngày ngày người ta lo cơm nước cho bà mẹ mình để mình trả hiếu cho bà mẹ mình, rồi sống nơi cái chỗ mà tu hành như vậy cho cái tâm mình được thanh tịnh. Trời ơi, giờ cũng đòi lên kiếm chồng. Trời ơi, không hiểu làm sao nữa, mà trong khi đó là ba đời chồng đã gãy đổ mà vậy mà giờ cũng còn đòi lên tìm nửa yêu thương. Trời, tôi thấy bởi vậy có nhiều nhiều người sao mà lớn tuổi rồi, có xui có da rồi mà chả có hiểu biết gì hết trời trơn, không biết mắc cỡ mắc gì hết, đưa cái mặt ra đó để mà nói tìm mảnh ghép. Rồi có chị 66 tuổi, có cuộc sống ổn định, có nhà có cửa ở Sa Đéc, bán nước ngày kiếm cũng 100 mấy, mà giờ mơ ước kiếm một anh Việt Kiều có lương hưu đồ đàng hoàng để về chung sống với nhau. Trời đất ơi, bởi tôi thấy
không có còn cái giá trị gì của một người phụ nữ thì trơn á, gần 70 tuổi rồi, tuổi sắp xa rồi trần gian rồi mà còn lên kiếm kiếm chồng kiếm vợ. Thiệt bởi tôi thấy rõ ràng phải nói chứ nhiều khi không muốn nói mà thấy coi thấy nó càng ngày phải nói chứ thấy tiễn vợ tiễn chồng toàn là người lớn tuổi không vậy mà sao không biết mắc cỡ rồi nhiều khi nước ngoài người ta xem người ta cũng đánh giá, người ta nói trời ơi phụ nữ Việt Nam những bà già gì đâu mà giờ mất nết hư thân gần đất xa trời mà lên kiếm chồng rần rộ rần rộ. Đàn ông thì cũng vậy rậm rực lên 70 mấy 80 phe đại gia này nọ đồ để kiếm trời đất ơi kiếm về đặng phục vụ hầu hạ. Rồi đàn bà thì nghe nói cái ông đó tiền tỷ đại gia nên cũng muốn nhào vô để mà hưởng thụ, mà không hiểu tại sao đầu óc già từng tuổi đó mà không biết suy nghĩ trời đất ơi dễ ăn của người ta. Ví dụ người ta có của cũng còn con cháu người ta, làm sao mà mình vô mình hưởng được mà vậy mà cũng vô bay vô lên trình bày than thở là giờ ở nhà trọ nên giờ muốn kiếm cái anh nào là phải có nhà có cửa mới chịu. Trời đất ơi thôi bởi vậy nên tôi thấy ba cái kết nối yêu thương tình duyên tình dục này tôi thấy riết là càng ngày càng phức tạp.